Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách mà người cổ đại bảo quản thức ăn khi mà không dùng hết, không dùng đến. Như các bạn đã biết thì trong thời buổi hiện đại ngày nay, việc bảo quản thức ăn vô cùng đơn giản. Khi chúng ta không dùng đến thì chúng ta có thể cho vào tủ lạnh, cho vào tủ mát, cho vào tủ đông, hút chân không, bọc bằng màng bọc thực phẩm. Hoặc là có rất nhiều cách khác, như ở trên dân tộc miền núi thì người ta có thể là thịt không dùng đến, người ta có thể là gác lên bếp, tức là để trên cái bếp nửa đấy, thì một thời gian nó sẽ không hỏng, người ta có thể để đến năm sau người ta dùng vẫn bình thường. Nhưng mà ở thời buổi hiện đại thì có những cái thiết bị để giúp chúng ta bảo quản, nhưng mà ở thời cổ đại khi mà con người còn sơ khai, chưa có vật dụng gì thì làm sao để người ta có thể bảo quản những cái thức ăn, như là khi người ta đi săn con hươu nai không dùng hết thì người ta phải làm cách nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Thì sau một quá trình tìm hiểu thì mình được biết là ở thời sơ khai ngày xưa đấy, khi mà người ta đi săn, có thể là săn được cả một con voi, thì làm cách nào để những cái phần thịt thừa còn lại người ta không dùng đến, người ta bảo quản đến một thời gian dài người ta ăn? Thì mình được biết là người ta sẽ vớt thịt xuống ao, tức là một cái vùng nước nông nhỏ thì người ta vớt để thịt nó chìm xuống dưới đáy. Nhưng mà theo mình nghĩ thì thịt mà vớt xuống ao thì nó sẽ bị nhợt da, hoặc là nó sẽ bị cá ăn, hoặc là nó sẽ bị thối rữa chẳng hạn. Thì có một cách giải thích như này. Vào một buổi sáng mùa thu năm 2015 thì hai nông dân ở Michigan, Mỹ đã tìm thấy một chiếc xương chậu từ một con voi mammut. Sau đó nhóm nghiên cứu đã phát hiện thêm bằng chứng cổ sinh vật học và khảo cổ học giúp bối cảnh xung quanh sự tồn tại của chiếc xương này được làm rõ hơn. Thì hơn 11.000 năm trước, voi mammut đã lang thang khắp các lục địa Bắc Mỹ. Đối với người săn bắn hái lượm thì khi hạ được một con voi, đó là một việc rất là vui mừng. Thì vì vậy một số người bản địa đã bỏ thịt con voi mammut xuống ao để bảo quản. Thì giáo sư Daniel Fisher, quản lý bảo tàng cổ sinh vật học của Đại học Michigan, nói rằng ao là nơi lý tưởng để cất giữ các phần thịt chưa ăn đến. Lựa chọn này là rất hoàn hảo. Thịt và động vật ăn xác để tránh cái việc là thịt bị phân hủy và các động vật ăn thịt khác ở trên mặt đất có thể tranh cướp được người cổ đại, thì phần thịt mà được đặt vào trong chiếc ao nhỏ nông ấy, nước nó không phải là yếu tố bảo quản thịt, mà cái giúp cho thịt được tươi nâu không bị hỏng là nằm ở cái vi khuẩn lactobacilli sống trong nước. Thì lactobacilli tạo ra axit lactic, một sản phẩm phụ hóa học của quá trình hô hấp kỵ khí. Hô hấp kỵ khí tức là có trao đổi hô hấp nhưng mà là ít khí, không có oxy nhiều. Thì vi khuẩn xâm nhập vào thịt và tạo ra axit lactic thải ra đã bảo quản tàng thịt nhiệt độ thấp và hàm lượng oxy thấp. Cái quan trọng là cái hàm lượng oxy thấp thì vi khuẩn nó sẽ không phân hủy được thịt, giúp cho thịt được bảo quản được lâu hơn. Là chính là tức là axit lactic và vi khuẩn lactobacilli là cái yếu tố giúp cái thịt được bảo quản lâu hơn. Người cổ đại người ta vô tình người ta bỏ xuống dưới nước ấy và người ta thấy nó để được lâu hơn, chứ còn cái lý do mà để được bảo quản được thịt thì người ta không biết nhé. Giáo sư Daniel Fisher tin rằng cuộc săn có thể xảy ra vào mùa thu. Những con vật bị làm thịt ở ngay chỗ chúng ngã xuống và những tảng thịt lớn được thả xuống nước trong ao nhỏ gần đó, thịt vẫn có thể ăn được cho đến mùa hè năm sau. Tức là từ mùa thu đến mùa hè nó rơi vào tầm khoảng 6 tháng, bảo quản được 6 tháng rất là tốt. Giáo sư Daniel Fisher đã biết điều này bởi vì ông đã làm thử cái phương pháp dùng thịt thả xuống ao đối với thịt hươu, nai, cừu và thậm chí cả ngựa. Acid lactic cũng có tác dụng làm mềm thịt. Theo giáo sư Daniel Fisher thì sau khi mà thả thịt xuống ngâm như người cổ đại thì ông vớt lên nó có mùi và vị đậm đà hơn, giống như phô mai. Điều này tạo nên một bữa ăn thú vị cho người tiền sử. Thế là đây là một cái phương pháp đầu tiên của người tiền sử, tức là người ta sẽ bỏ thịt xuống ao nước. Nhưng ở một số nơi thì
không phải là chỗ nào cũng có ao nước không phải chỗ nào cũng có ao nước, thì vì vậy làm sao để những người mà không có ao nước người ta bảo quản được thức ăn, thì là chôn xuống dưới đất là một phương pháp thứ hai, là phương pháp thứ hữu hiệu để chúng ta có thể bảo quản thức ăn cũng như thực phẩm. Thì chôn là một cách khéo léo khác để giữ cho thực phẩm luôn tươi. Phương pháp chôn thực phẩm giúp che chắn chúng khỏi ánh mặt trời, nhiệt và oxy. Ba cái yếu tố này là tạo nên cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn nó phân hủy các thực phẩm của chúng ta. Thì người tiền sử khi mà không có ao ấy, thì người ta sẽ chôn xuống dưới đất, nhưng mà không phải là đất khô như ở mình, mà là đất đầm lầy. Thì đầm lầy là một lựa chọn hấp dẫn, tại vì đầm lầy là một vùng nước ngập nước ngọt, có nền đất xốp mềm, chủ yếu bao gồm thực vật bị phân hủy giang dở, còn được gọi là than bùn. Thì cái môi trường đấy nó mát mẻ, ít oxy, có tính axit cao để bảo quản thực phẩm dễ hỏng. Ở Bắc Âu, các nền văn minh cổ đại sẽ đặt thực phẩm bao gồm cả bơ vào vùng đầm này để bảo quản. Các nhà khảo cổ học đã lấy những miếng bông chứa một chất giống như sáp, paraffin từ một bãi cỏ ngập nước. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện phân tích hóa học trên chất sáp và xác định nó là một sản phẩm từ sữa, đặt cho nó cái tên vũ nhộn là bơ đầm này. Thì Jessica Blitz, trợ lý giáo sư của trường khảo cổ học, cho biết là trong vòng 2 hoặc 3 năm, chất béo trong bơ tươi sẽ phân giải thành các thành phần cấu thành. Thứ còn lại là một tảng axit béo. Đấy, tức là khi mà người ta chôn bơ vào đầm này, bơ này thực phẩm rất dễ hỏng, mà người ta chôn bơ vào đầm này cũng không bị hỏng, thì thịt với lại những cái thứ khác thì sẽ vô tư có thể chôn ở dưới đầm này bảo quản được rất là lâu. Thì đầm này cung cấp cho các cộng đồng nông nghiệp thường sơ khai một cách để bảo quản thực phẩm dễ hỏng, nhưng các phẩm sản phẩm là từ sữa trong thời gian dài. Thì chuyên ngành dân tộc học đã từng đề cập đến việc người thời xưa chôn bơ mùa hè xuống các bãi này để lưu trữ. Bơ sau khi xử lý có thể ăn được, nhưng có thể còn đọng lại mùi vị thơm của than bùn bao xung quanh và tạo nên mùi hương vị riêng biệt. Thì tức là khi mà người ta chôn bơ xuống đầm này ấy, thì sau một thời gian người ta muốn sử dụng, người ta lấy bơ lên thì ăn, thì nó lại người ta lại thấy là nó có một mùi vị riêng, tạo ra một món ăn mới lạ và hấp dẫn. Đấy, thì qua cái video này thì mình muốn cho các bạn biết là ở thời tiền sử người ta có các cách, là một là người ta sẽ cho thịt xuống bảo quản thực phẩm ấy, thì người ta có thể cho thịt xuống dưới nước, dưới cái ao mà nước nó sẽ lạnh, nó mát, và ao không có cá nhé, chứ có cá là cá nó ăn hết thịt ấy. Thứ thứ hai là người ta có thể chôn xuống dưới đất, nhưng mà đất nó sẽ là đất môi trường, đất ẩm, đất đầm này nó có yếm khí, tức là nó ít khí, nó không có oxy và các vi khuẩn. Chứ còn nếu mà nó lại như đất bình thường mình chôn xuống thì 2-3 ngày là nó sẽ bị thối rữa ngay. Đấy. Thì mình mong rằng là sau video này thì các bạn cũng sẽ có thêm một chút kiến thức để áp dụng trong cuộc sống. Mình sẽ làm các video giải thích khoa học về một số các hiện tượng kỳ thú cũng như thú vị của thế giới xung quanh. Mong là các bạn sẽ thích cái series video này của mình. Nếu các bạn thích thì nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.